Theo thông tin được biết, người phụ nữ đã trộn một số chất tẩy rửa để lau nhà, nhưng cách làm đó khiến gia đình cô đối mặt với nguy hiểm. Chia sẻ trên mạng xã hội, người phụ nữ cho biết, cô quyết định tổng vệ sinh nhà bếp trước dịp nghỉ lễ, cô đã trộn giấm và thuốc tẩy với nhau, nhưng cách pha nước tẩy rửa đó khiến gia đình cô tiếp xúc với khí clo có mùi hắc và màu xanh vàng. Chất này có thể gây kích ứng mắt, mũi và cổ họng, trong những trường hợp nghiêm trọng, người phơi nhiễm có nguy cơ bị tử vong nếu tiếp xúc lâu. Theo New York Post, video cảnh báo của người phụ nữ đã thu hút 21,4 triệu lượt xem kể từ khi được đăng vào Giáng sinh 2022. Giấm là chất lỏng được đen men từ nhiều loại thực phẩm và thành phần chính là dung dịch axit acetic, trong khi đó natri hypochlorite là thành phần hoạt chất trong thuốc tẩy clo và trộn cả hai tạo ra khí clo. Theo báo cáo hàng năm từ Trung tâm Chống độc của Mỹ, năm 2021, khoảng 4.800 trường hợp đã tiếp xúc với khí clo do trộn sản phẩm axit gia dụng với thuốc tẩy. Đây là một sai lầm phổ biến trong những trường hợp này, 788 người được điều trị tại các cơ sở y tế. May mắn người phụ nữ trong câu chuyện trên đã thoát nạn, cô đã khỏe mạnh để đăng nội dung cảnh báo.